Ngân hàng nhà nước vừa ban hành công văn về việc đảm bảo an toàn trong hoạt động thẻ, yêu cầu các ngân hàng thương mại chủ động báo cho khách hàng nếu có vấn đề bất thường như thẻ không giao dịch, nợ quá hạn kéo dài. Yêu cầu này được đưa ra sau vụ lùm xùm về khoản nợ tín dụng của một khách hàng với ngân hàng Eximbank từ hơn 8 triệu đồng sau 11 năm thành số nợ lên tới hơn 8 tỷ đồng việc nhắc nhở đôn đốc các ngân hàng thương mại trong việc phải thông báo cho chủ thẻ các thông tin liên quan đến giao dịch nợ quá hạn không phải là quy định mới kể cả trong trường hợp khách hàng không phát sinh giao dịch Công văn mới đây của Ngân hàng Nhà nước chỉ đơn giản là tiếp tục siết chặt nguyên tắc trong giao dịch giữa ngân hàng với khách hàng. Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu phải công khai minh bạch, cung cấp đầy đủ thông tin, có biện pháp đảm bảo khách hàng đã nắm được thông tin về quyền và nghĩa vụ của khách hàng cũng như các loại phí lãi suất, phương pháp tính lãi, đặc biệt là với thẻ tín dụng và những thay đổi trong quá trình sử dụng thẻ. Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu phải rà soát các quy trình nội bộ về phát hành và sử dụng thẻ ngân hàng để tránh tình trạng phát hành thẻ ngân hàng tràn lan, lãng phí và